Hello everyone, tiếp tục cô sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 3 của trang số 48. Thì bây giờ phần này chúng ta yêu cầu là price, and awesome. Thì trước khi vào bài học thì cô sẽ ôn lại kiến thức cho các bạn một chút xíu để mình nắm kỹ hơn ha. Thì bây giờ các bạn nhớ là and some giống như là từ này là chỉ định lượng thôi, số lượng thôi. Thì các bạn nhớ là and và thì nó có nghĩa là một nha các bạn. Nghĩa của nó là một và nó sẽ là sử dụng cho danh từ số ít là đếm được. Nhớ nha, danh từ số ít đếm được. Vậy mình sử dụng and khi đầu chữ, đầu nguyên âm, đầu chữ thì nó sẽ là những nguyên âm như là U, E, O, A, I thì cô sẽ gọi tắt là uể oải. Và chữ ờ khi chúng ta sử dụng khi những từ còn lại không thuộc vào những trường hợp trên này. Nhớ là nó là nghĩa là một và sử dụng số ít thôi, đếm được. Tiếp tục đó chính là chữ some. Chữ some thì các bạn nhớ là mình sẽ sử dụng cho số nhiều đếm được. Số nhiều đếm được là cái gì? Số nhiều đếm được ví dụ như là nhiều quả chuối. Tại vì quả chuối đếm được, các bạn nói nhiều quả chuối thì các bạn sẽ ghi là some banana. Tiếp tục không đếm được ví dụ như những cái loại chất lỏng nè, bột nè, đường nè, dầu ăn nè, thì sẽ là không đếm được, thì chúng ta sử dụng là some luôn. Thì ví dụ cô lấy những cái ví dụ sau đây, ví dụ như là một quả cam thì các bạn sử dụng là an orange, tại vì đây nó bắt đầu bằng chữ O thì cô sử dụng là an orange. Và ví dụ như nhiều quả cam thì cô sử dụng là some orange. Vậy ví dụ như một quả chuối thì cô sử dụng là a banana, nhiều quả chuối sẽ là some bananas. Vậy sữa thì là chất lỏng không đếm được thì sẽ là some milk, hoặc là phô mai là some cheese. Vậy thì cái phần này cô chỉ nhắc lại sơ qua cho các bạn thôi ha. Vậy tiếp tục thì các bạn mình vào mình sửa bài chung với cô. Các bạn nhìn vào đây, number 1 là rice là gạo không có đếm được nên chúng ta sử dụng là some rice. Number 2 date nghĩa là quả trà là. Vậy quả trà là thì các bạn nhớ là đếm được nhưng mà ở đây nó là số nhiều thì cô sử dụng là some dates. Tiếp tục number 3 là orange. Orange là quả cam, vậy ở đây nó là số ít thì cô sẽ sử dụng an orange, là một quả cam. Vậy nó bắt đầu bằng chữ O nên cô sử dụng là an chứ không có sử dụng là nha. Vậy grape là không có chữ S phía sau thì cô biết đây là số ít rồi, là một cái, nhưng mà ở đây nó sẽ bắt đầu bằng chữ G, không nằm trong trường hợp ẻo ải thì cô sử dụng là grapes. Tiếp tục number 5 là spinach. Spinach là rau cải bó xôi á các bạn. Thì cô nó không đếm được, cô sử dụng là some spinach. Tiếp tục number 6 sandwich là bánh sandwich, bánh mì kẹp á, thì nó nằm trong trường hợp là đếm được nha các con. Đếm được nhưng mà ở đây là số ít thì cô sử dụng là a sandwich. Tiếp tục number 7 water là chất lỏng, nước không đếm được thì cô sử dụng là some water. Tiếp tục number 8 coffee là một chất lỏng không đếm được thì cô sử dụng là some coffee. Câu số 9 number 9 thì các bạn nhìn lemon là một quả chanh thì cô sử dụng là a lemon. Tiếp theo some lemonade, lemonade là giống như là nước chanh vậy, nước chanh thì sẽ là loại chất lỏng không đếm được, cô sử dụng là some lemonade. Câu số 11 các bạn nhìn nha, glass of orange juice, nếu như orange juice đứng một mình thì sẽ sử dụng là không đếm được, nhưng mà ở đây là glass of là ly, cái ly nước ép thì cô ở đây có một ly thôi, cô sử dụng là a glass of orange juice. Tiếp tục câu số 12, asparagus là măng tây thì không đếm được thì cô sử dụng là some asparagus. Câu số 13 thì các bạn nhìn vào đây, tea là một chất lỏng không đếm được, cô sử dụng là some tea. Tiếp theo là câu số 14 là aubergine là quả cà tím. Vậy quả cà tím thì các bạn lưu ý nó đếm được và nó bắt đầu bằng chữ A nên cô sử dụng là an aubergine. Rồi, cái phần này thì cô đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi, thì bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ di chuyển qua cái phần tiếp theo đó, cái phần tiếp theo các bạn nhìn yêu cầu của đề bài là complete the conversation using the present in the box. Thì bây giờ mình sẽ hoàn thành cái bài sau và mình sẽ sử dụng cái từ mà người ta cho chúng ta sẵn ở trong đây. Thì trong cái phần này thì các bạn mình sẽ ôn lại cấu trúc về would you like và and the some.
Thì cái bài trước thì chúng ta đã cũng vừa mới làm về ẩn và xong rồi, nhưng mà phần này thì nó sẽ kết hợp với Would You Like nữa, là hỏi giống như là mình có muốn, có cần cái gì hay không. Thì để trước khi vào bài cô sẽ ôn lại cho các bạn chút xíu. Các bạn nhớ là Would You Like, sau đó sẽ đến là hoặc là ẩn hoặc là xong, tùy vào cái danh từ chúng ta nói đến phía sau. Thì các bạn cô cũng sẽ lại một lần nữa nhắc lại là ẩn nó có nghĩa là một, và nó sử dụng cho danh từ số ít đến được, và ẩn là sẽ đứng trước những nguyên âm như là U E O A I, và nó sẽ đứng những chữ còn lại là không nằm trên trường hợp ở trên này. Và some thì các bạn nhớ lưu ý là some sẽ sử dụng cho số nhiều đếm được và không đếm được. Thì các bạn nhớ là trong cái phần câu này, khi người ta hỏi các bạn là would you like, thì các bạn nhớ mình trả lời giùm cho cô là yes hoặc là no. Nếu yes thì các bạn sẽ nói là yes please, còn no thì các bạn nói là no thanks, tại vì người ta hỏi các bạn có muốn cái gì hay không, thì các bạn nếu có thì các bạn nói là yes please, còn không thì các bạn nhớ là no thanks. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau vào làm bài. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái phần người ta cho sẵn là would you like, là mình có muốn hay không, và would like, no thanks và I it like. Rồi cái phần này người ta đã làm rồi. Do you like là có thích không á các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào đây nhìn cho cô nha. Bây giờ mình sẽ tập bài luôn này. Hello, what would you like to eat? Bạn muốn ăn cái gì? I don't know. Người ta trả lời là người ta không biết. Vậy bây giờ người waitress á, là cái người ta mới hỏi là do you like ice cream? Do you like ice cream? Người phục vụ người ta hỏi là bạn có thích ice cream, ăn kem không? Thì vì đây là nhớ là dấu chấm hỏi thì mình sẽ sử dụng là câu hỏi là do you like ice cream? Vậy thì người ta kêu yes, of course I do. Tại vì sao cô sử dụng do you like? Tại vì cô thấy câu trả lời nó là I do, nên cô sẽ sử dụng là do you like. Và sau đó người ta trả lời yes, of course I do. Chocolate is my favorite. Vậy thì là được. Vậy thì sô-cô-la sẽ là cái gì? Món ăn yêu thích của người ta. Tiếp theo, bạn waitress ok, some chocolate ice cream for you, sẽ lấy cái phần kem sô-cô-la cho bạn. Và người ta hỏi, mẹ của bạn này với họ là and. Các bạn nhớ nha, người ta đã cho chủ tử là I rồi, thì là I would like some fruit, là tôi muốn một ít trái cây. Thì bây giờ người ta nhớ là I would, thì các bạn có thể viết tắt thành I với phải S, phải ở trên với chữ G nha các bạn. Là các bạn nhớ nha, mình viết tắt lại giùm cho cô nha. Thay vì mình ghi là I would like thì mình viết tắt giùm cho cô. Some fruit. Tiếp theo, number four. Vậy thì các bạn để ý cái từ, cái dấu chấm hỏi ở đây nè, mình sẽ sử dụng là câu hỏi. Vì ở trên đây thì mình đã làm cái phần này rồi. Thì các bạn nhớ là mình sẽ còn lại là would you like. Thì bây giờ người ta sẽ hỏi là would you like some ice cream with your fruit, là bạn có muốn một ít kem với trái cây không. Thì bây giờ mẹ sẽ trả lời là no thanks, không, không cần, là no thanks. Nhưng mà bà muốn cái gì? Một ly nước. Bà muốn một ly nước nha. Nhớ là I would like a glass of water, thì mình sẽ viết tắt lại giùm cho cô nha. I phải D thì ở như trên đề người ta cho. I'd like a glass of water. Tiếp theo, về cái phần này là cái phần so sánh. Mình sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là phần bài so sánh. Thì các bạn nhớ thì ở đây là cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất. Thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn chút xíu. Thì cô nhớ, các bạn nhớ là cấu trúc so sánh hơn là sẽ thêm đuôi ER phía sau tính từ và sau đó là đến done. Còn so sánh nhất thì sẽ sau động từ là chữ the và thêm đuôi EST. Thì cái phần này chúng ta đã làm bài tập rất là nhiều lần, nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào làm bài luôn. Thì các bạn lưu ý ở đây, big là bự, fast là nhanh, long là dài, và old là giống như là già và lâu hơn, lâu đời rồi đó. Thì bây giờ các bạn mình sẽ câu số 1 người ta làm nè. A is wiser than B. Vậy A đây, wiser là giống như rộng hơn, thì đúng rồi, A is wiser than B. Vậy thì A giữa A với B thì là A sẽ là rộng nhất, thì là A is the wiser. Tiếp tục number two thì các bạn người ta so sánh A với B, thì A thì cô nhìn là bự hơn B, thì cô sử dụng là is, A is bigger than B. Vậy là A bự hơn B nha, A is bigger than B. Và bây giờ tiếp theo thì các bạn nhìn coi hai cái này thì A có phải bự nhất không, thì cô sử dụng là A is the biggest, A is the biggest. Tiếp tục number three thì các bạn nhìn người ta cũng sẽ so sánh với A với B, nhưng mà cô nhìn là cái nến là B là nhiều tuổi hơn đó, nên là cô sẽ sử dụng là B is older than A, B
B is older than A, là B là lớn tuổi hơn A. Và hai người này thì B sẽ là người lớn tuổi nhất, thì cô sẽ làm là B is the oldest. B is the oldest. Tiếp tục number 4. Number 4 thì các bạn nhìn là A với B thì tóc của B dài hơn, thì cô sử dụng từ long, tính từ long, vậy cô sẽ làm như sau: B is longer than B. B is longer than B. Vậy thì tóc của B sẽ là dài nhất giữa hai người này, thì cô sử dụng là B is the longest. B is the longest. Tiếp tục number 5. Number 5 thì cô nhìn vào A thì là con thỏ này sẽ chạy nhanh hơn con rùa, thì cô sử dụng là faster than. A is faster than B. A is faster than B. Và tiếp theo đó chính là hai người này thì là A sẽ là người nhanh nhất, thì cô sử dụng là B. Sorry các bạn, hai người này thì B A sẽ là người nhanh nhất, thì sẽ là cô sẽ sử dụng là A is the fastest. Các bạn nhớ nha, hai người này là A sẽ là người nhanh nhất, thì các bạn ghi dùng cô là A is the fastest. A is the fastest chứ không phải là B is the fastest nha. A is the fastest, vì các bạn sửa vào cùng với cô nha. Thì cái phần bài làm của chúng ta đến đây là xong rồi, thì bây giờ các bạn mình cùng nhau sửa và mình ôn lại những cái cấu trúc mà cô đã ôn cho các bạn nha. Thanks for listening.